Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video, nhưng mà mình quay vào ban đêm anh em nhé. Thì mình sẽ làm về nội dung là những điều gì mà mình không nên làm mà khi mà mình nuôi chim bồ câu anh em nhé. Thì anh em có thể thấy này, bây giờ buổi tối mà mình bật điện lên này, chim bồ câu mà anh em thấy nó đang xào xạc, nó bộ cánh rất là nhiều không? Thì bây giờ mình chia sẻ luôn cho anh em này. Có nhiều người họ ấy chỉ là cứ ban đêm ấy, là tầm khoảng 11, 12 giờ khuya ấy, là mình bật đèn lên sáng để cho chim bồ câu nó giao phối. Thì cái điều đó là nó không nên anh em nhé, không nên một chút nào. Và cứ buổi tối là tầm khoảng 6-7 giờ là anh em tắt điện đi hết nhé, anh em không có để điện gì cả. Khi nào mà có việc gì cần thiết hay là gì đó thì mình mới bật thôi. Hôm nay thì mình làm video mình bật lên để có gì anh em xem tận mắt, anh em xem thấy. Chứ thường ngày là mình không có bật đâu anh em ạ. Chim bồ câu nó vừa rồi nó vô cánh, nó xào xạc rất là nhiều, giống kiểu như là nó sợ. Và bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em luôn là tại sao mình không nên bật điện như vậy. Thứ nhất á, là đối với những con chim bồ câu mà khi mà nó đẻ buổi tối á, thì khi mà anh em bật điện lên á, thì nó xào xạc, nó vô cánh, nó đập á, thì khả năng vỡ trứng anh em ạ, nó vỡ trứng rất là cao. Và trứng thì nó vỡ xuống đất, mình không kịp lượng mình bỏ vào máy ép trứng á, thì nó sẽ bị vỡ anh em ạ, nó sẽ bị vỡ nhá. Với lại có một cái lưu ý nữa, đó là mình không nên bật điện ban đêm, có nghĩa là khi mà mình bật điện lên á, thì chim nó sẽ thức dậy anh em ạ. Từ buổi tối là chim nó sẽ ngủ anh em nhé, nó sẽ ngủ anh em nhé. Mình bật điện lên không để làm gì cả. Thứ nhất là như loại mình nói là chim bồ câu nó bị stress anh em ạ. Lúc nãy là lúc thời điểm mà mình chưa bật điện lên thì nó rất là im ạ, mà khi bật điện lên thì nó rất là xào xạc anh em ạ. Và có một cái nữa là khi mà mình bật điện lên như này, kiểu như là cái đồng hồ sinh học của chim nó cũng sẽ bị thay đổi. Nếu mà mình đi lặp lại cái việc này thường xuyên thì cái đồng hồ sinh học của chim nó sẽ bị thay đổi. Nó có giống như cái con chim bồ câu phổi kèn này, nó rất nhiều con đang xào xạc ở trong này. Mình nghĩ là anh em cũng nghe thấy cái tiếng của nó đấy, nó vỗ cánh rất là mạnh. Vì cái dòng con chim bồ câu là nó không có thích bật điện vào ban đêm anh em nhé. Những cái thời điểm mà lạnh quá, lạnh rét đậm rét hại, vài năm nó xuất hiện vài một lần thôi, thì cái thời điểm đó thì mình bật đèn sưởi thì không nói làm gì. Tại vì đèn sưởi nó không có sáng, ánh sáng trắng nó sáng như này, mà cái đèn sưởi của nó thì nó màu của nó thì nó tối hơn, nó ẩm, nó sưởi lúc sưởi là cho con chim. Chứ nó mình không nên bật điện sáng trực như thế này. Như lúc nãy mình nói, mình bật điện lên này thì cái đồng hồ sinh học của con chim nó sẽ bị thay đổi. Và cái quan điểm của anh em mà bật điện lên để cho con chim giao phối, thực ra mình không biết là cái thông tin nó đúng hay là ai đang áp dụng. Nhưng mà mình cũng biết được là có một số anh em làm theo những cái cách làm như vậy. Thực ra nó là nhiều người họ bảo là tại sao chim nó đẻ một con trống á, đẻ ra trứng mà không có trống anh em nhé. Thì họ bảo là bật điện lên ban đêm như vậy thì nó có trống. Đây là mình bây giờ mình sẽ trao đổi luôn anh em đó. Khi mà con chim bồ câu nó đạp mái á, là nó đạp mái ban ngày anh em nhé, đêm nó ngủ nó không có đạp mái. Thì nhiều người họ cứ nghĩ là phải chim phải đạp mái ban đêm, nên mình anh em có thể thấy không, phản sợ nó vô cánh liên tục. Và những con chim bồ câu ra hàng nó cũng phải thức dậy anh em, bật điện lên nó cơ bản nó thức dậy. Nên mọi người nuôi chim bồ câu á, mọi người đừng có nghe
theo những cái chỉ của những cái người đôi khi họ chỉ là một câu nói đùa của họ ở trên mạng xã hội hoặc là một cái trang mạng nào đấy thôi. Anh em nuôi thì anh em cũng lưu ý, không nghĩ là mình phải làm gì phải chắt lọc thông tin nha anh em. Chứ mình mà bật điện ban đêm với một cái lý do đó là chim giờ đó nó mới có chồng, và giờ đấy mình bật điện lên để nó đặt máy, đó là một cái quan niệm là sai lầm anh em nhé. Tại vì mình cũng không biết vì đâu lại có cái suy nghĩ đó. Tại vì các bạn con chim mọi người cứ bảo là ban đêm bật điện lên nó mới nhìn thấy, nó mới giao phối được, nó mới giao phối được. Thực ra cái đó là nó quan niệm nó là sai lầm anh em nhé. Mình nuôi chim một câu titan ở trại mình đây, anh em thấy không? Chim bồ câu nở rất đều, không có chuyện là bật điện ban đêm hay là không bật. Và nhiều khi anh em mà bật đèn ban đêm mà bật nhiều á thì nó sẽ khiến con chim hoảng sợ, nó bỏ ăn anh em nhé, nó bỏ ăn á. Thì như lại mình trao đổi ra là mình làm video cho anh em nên mình bật thôi. Con này, con này là trứng của nó, là nó mới nở hồi chiều đấy anh em, nó mới nở hồi chiều đấy, là mình từ máy ấp trứng mình mang ra đây cho nó nuôi luôn. Đây, còn tất cả những con chim bồ câu này là mình đã đang vào trong quá trình đẻ hết rồi. Đây, những con chim bồ câu ra vàng ấy, anh thấy không, nó đang ngủ mà mình bật điện lên là nó sẽ thức hết, nó sẽ thức dậy hết. Đây, chim bồ câu ra vàng đây nhé, nó sẽ thức dậy hết luôn, và nó rất nhìn rất là tội nghiệp này anh em. Chim bồ câu bố mẹ cũng đang ngủ mà phải thức dậy. Thì thật ra thì có nhiều người mỗi người nuôi chim bồ câu hoặc là nuôi một cái gì đó với cách làm riêng của họ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với những cái kinh nghiệm ở kênh nông dân làm giàu của mình thì mình nghĩ là sẽ là những cái kiến thức mà nó cực kỳ hữu ích cho mọi người có thể áp dụng và làm theo. Nói chung là những cái gì mà hay ho thì mình hoàn toàn mình có thể chỉ anh em, và những cái nào mà cần hạn chế thì mình sẽ trao đổi với anh em. Anh em thấy là hai cặp này này, anh em thấy cặp chim bố mẹ này đang ngủ nha, chim bố mẹ đang ngủ đấy, anh em thấy nó lông nó xù ra lên không, đang ngủ đấy, mà mình bật điện hay thì đã phá mất cái giấc ngủ của nó rồi. Với một cái nữa là anh em cần nắm thêm, đó là chim bồ câu nó đẻ là tầm khoảng lúc 5 đến 6 giờ chiều anh em nhé. Và cái thời điểm đó đối với anh em nào mà sử dụng máy ấp trứng á, thì cái giờ đó anh em đi lượm trứng, anh em đi lượm trứng là vừa rồi. Tại vì nó đẻ vào đầu giờ tối á, thì mình sẽ đi lượm trứng để cho vào máy ấp trứng nó ấp. Anh em thấy nó vỗ cánh bên kia không? Và cái hình ảnh này là mình chỉ thấy lúc mà chim bồ câu mình chuẩn bị cho nó ăn thôi, thì cho nó ăn nó mới vỗ cánh như vậy thôi anh em ạ. Còn buổi tối là mình anh em bật điện lên thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con chim nhá. Chim bố mẹ kiểu nó bị hoảng sợ anh em, nó bị hoảng sợ. Nhưng mình nói là cái đồng hồ sinh học của nó sẽ bị thay đổi, với lại nó không thích cái ánh điện anh em nhé. Với có một cái nữa là ở những cái ngày mà gió nhiều nhá, thì anh em phải quay cái chuồng trại của mình lại. Nếu mà gió mạnh quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chim anh em nhé. Anh em phải quay nó lại kín gió một chút. Thực ra con chim bồ câu tuy là thái chim thịt ở khắp Việt Nam, mình thì địa phương nào cũng có thể nuôi được. Nhưng mà đối với những cái địa phương mà gió nhiều quá ấy, thì anh em phải kiếm bạt để em quay nó lại cho nó kín gió một tí, như vậy là rất là ok. Khi mà mình có một cái chuồng trại mà ngon lành thì mình nuôi chim nó rất là hiệu quả anh em ạ. Thì video ngày hôm nay thì mình cũng giải đáp rất nhiều thắc mắc của anh em. Trong đó có rất nhiều người gọi điện hỏi mình chia sẻ là buổi tối có bật điện hay không. Thì bây giờ mình giải quyết cho anh em cái vấn đề đó rồi. Có nghĩa là buổi tối là mình sẽ tắt điện anh em nhé, mình không có bật điện là gì cả. Thì còn cái quan điểm là bật điện lúc trưa, lúc nửa đêm để cho chim tạo phối, chim có cổ nữa là
không phải đâu anh em nhé. Anh em không nên làm cái việc mật định như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến con chim rất là nhiều. Con chim nó giao phối là nó không phải là giao phối lúc nửa đêm đâu anh em nhé. Không phải là con chim cần ánh sáng để giao phối đâu, thì ban đêm mà nó sẽ ngủ của anh em ạ. Anh em bật như vậy là ảnh hưởng đến cái của nó đấy. Rồi, video hôm nay của mình đến đây xin tạm dừng anh em nhé, rồi hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo.